Công an xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã triển khai quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện xử phạt 7 người, tổng số tiền 110 triệu đồng về hành vi tụ tập đông người trong lúc đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Trước đó, Vũ, Luân, Vẹn, Hiếu, Tài Nhân, Quyên và Đại Nhân nhậu nhẹt rồi xảy ra đánh nhau, làm 2 người bị thương. Ngoài mức phạt 15 triệu đồng mỗi người do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế đông người, Luân và Tài Nhân còn bị phạt thêm 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.